Xin chào tất cả những quý cô của Melia. Và ngày hôm nay thì Phương sẽ dành cái video này cho những quý cô công sở, những người mà đang cần tìm cho mình những set đồ công sở để mặc đi làm, làm sao mà vừa sang trọng quý phái nhưng mà vẫn đủ lịch sự và nhẹ nhàng. Set đồ này thì gồm có hai món cả nhà nhé. Một chiếc áo với chất liệu là tơ hoa, đó, rất là mềm mại, nhẹ nhàng, thướt tha và mặc cũng cực kỳ mát mẻ trong mùa hè nữa. Được thiết kế phần cổ nơ vô cùng lịch sự, kín đáo nhưng mà vẫn nhìn cực kỳ gọi là quyến rũ cho người phụ nữ. Phần tay được thiết kế tay bồng. Phần tay bồng này thì có chun luôn, nên là khi mà mình mặc thì cảm giác cực kỳ thoải mái. Tiếp theo là đến chân váy. Chân váy thì được thiết kế với chất liệu blend. Blend trơn như thế này thì mặc cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu này. Ngoài ra thì màu sắc của em này là màu đỏ đô, là một cái màu mà cực kỳ dễ mặc, lịch sự. Mọi người hoàn toàn có thể mặc cả set đồ này để đi họp hành này, đi ký kết hợp đồng này, gặp gỡ đối tác này, hay là đi làm hàng ngày thì đều phù hợp cả. Nếu mọi người mà ưng ý với set đồ này rồi thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mọi người mua online thì sẽ được free ship này và được kiểm tra hàng. Còn nếu mọi người muốn đến cơ sở của Melia để thử thật nhiều những mẫu váy đẹp hơn, những mẫu váy đẹp sang trọng khác thì mọi người có thể đến cơ sở gần nhất tại Hà Nội, Hải Phòng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh nhé.